Mưa bão ở Vũ Hán biến ngày thành đêm trong vài giây ngày 3 tháng 4. Cháy rừng bùng phát nhiều nơi ở Liêu Ninh rồi lan rộng, dân làng vội vã tháo chạy ngày 2 tháng 4. Lở đá ở Jammu và Kashmir, Ấn Độ ngày 2 tháng 4. Bão cát ở Gabes, Tunisia ngày 2 tháng 4. Lở tuyết ở thung lũng Lahau, Ấn Độ ngày 2 tháng 4. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Điểm Nóng trên kênh DBC. Kính thưa quý vị, như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với một số cập nhật thiên tai trong những ngày gần đây. Mưa bão ở Vũ Hán biến ngày thành đêm trong vài giây ngày 3 tháng 4. Thưa quý vị, vào khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 4, mây đen kéo đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, khiến ngày chuyển thành đêm trong vài giây. Ngay sau đó là một cơn bão dữ dội, sấm chớp, nhưng theo cư dân tại đây mô tả thì trời không mưa mà nước bắn tung tóe. Đây là một video do cư dân mạng đăng tải cho thấy Vũ Hán vào lúc 3 giờ chiều trời đã tối đen như mực. Đài quan sát khí tượng Vũ Hán đã đưa ra 4 tín hiệu cảnh báo sớm vào ngày 3 tháng 4 với mưa lớn, sấm sét và gió giật mạnh. Tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam được đưa ra vào lúc 13 giờ 39 phút. Trong 3 giờ qua, ở Hoàng Phi và Tân Châu đã có lượng mưa hơn 40mm. Dự kiến mưa sẽ tiếp tục trong 3 ngày tới, kèm theo sấm sét và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 8. Cư dân mạng địa phương đã đăng trên Weibo để bày tỏ cảm xúc của họ. Cơn mưa chiều nay, tầng mây ở Vũ Hán rất thấp, dông bão dữ dội, cảm giác đầy áp bức, cảm giác như toàn bộ dông bão giữa mùa hè được chuyển sang tháng 4. Ai biết được cơn mưa lớn ở Vũ Hán chuyển từ ngày sang đêm chỉ trong vài giây và tôi không thể chịu đựng được nữa. Đang đi làm, quay lại trời đã tối, tưởng hôm nay thời gian trôi nhanh quá nhỉ. Cháy rừng bùng phát nhiều nơi ở Liêu Ninh rồi lan rộng, dân làng vội vã tháo chạy 2 tháng 4. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vào trưa ngày 2 tháng 4, một đám cháy rừng đã bùng phát ở thị trấn Xinwen, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Khói dày đặc và ngọn lửa có thể nhìn rõ ràng cách xa hơn 10 km. Sau đó, một vụ cháy rừng bùng phát gần làng Bao Di của Kiến Sương, huyện Tự Trị Mãn Bản Khê, thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh. Hiện tại, gió cục bộ tương đối mạnh và đám cháy lan nhanh.
Theo báo cáo, do gió mạnh, đám cháy rừng ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh tiếp tục phát triển, hiện đã lan sang làng Sơn Thành liền kề. Ngoài ra, một đám cháy khác cũng bùng phát ở ngọn núi phía sau ngôi làng, khiến cho một số người dân bắt đầu bỏ chạy. Lở đá ở Jammu và Kashmir, Ấn Độ ngày 2 tháng 4. Vào ngày 2 tháng 4 đã xảy ra một vụ sạt lở đất đá lớn ở Jammu và Kashmir gần đường hầm T5, quận Panthia. Rất may là dân làng và binh lính trên đường cao tốc đã chạy thoát trong gang tấc khi một tảng đá bất ngờ đổ sụp. Nhưng giao thông trong khu vực đã bị gián đoạn và các phương tiện của quân đội bị hư hỏng do đá rơi trúng. Bão cát ở Gabès, Tunisia ngày 2 tháng 4. Vào chủ nhật ngày 2 tháng 4, một trận bão cát lớn với gió giật mạnh đã ập đến Gabès, Tunisia. Lở tuyết ở thung lũng La Hầu, Ấn Độ ngày 2 tháng 4. Vào chủ nhật ngày 2 tháng 4, một trận lở tuyết đã xảy ra trên sườn sông Chandra, Ấn Độ. May mắn là không có thiệt hại về người và tài sản. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.